một năm đại dịch Covid đã trôi qua. Và bây giờ tôi đã quay trở lại bộ môn mô tô cào cào. Chuyến đi lần này xuất phát từ Sài Gòn đi La Ghi, Bình Thuận, kéo dài 2 ngày 1 đêm. Mục đích của chuyến đi là để mình nâng cao trình độ chạy địa hình. Và điều quan trọng nhất đó là tìm lại cái nguồn cảm hứng và động lực. Bạn nào mà theo dõi kênh chắc cũng biết mình làm bác sĩ ha. Nhưng mình đã nghỉ việc được 1 năm rồi đó. Lý do là quá bất mãn với những cái công việc ở trong cơ quan các bạn à. Và các bạn cũng thấy cái quả bom Việt Á nó tàn phá cái hệ thống y tế tới cỡ nào. Thì trong khoảng thời gian đó đó, mình đã mất hoàn toàn phương hướng nghề nghiệp, stress rất nặng và dự định là sẽ bỏ luôn nghề bác sĩ để đi theo một cái con đường khác. Thì ai nấy cũng can ngăn khuyên mình trở lại nghề từ bạn bè, đồng nghiệp, gia đình. Mãi cho đến ngày chuẩn bị đi off-road enduro này thì mình được ông anh đi chung khai sáng tư tưởng. Bên cạnh đó, tự nhiên có cô bé nào đó tìm ra được cái intu của mình, rồi BM khuyên nhủ ngày sáng đêm luôn để kêu mình trở lại nghề bác sĩ, khiến cho mình phải suy nghĩ nát óc luôn, có lẽ phải thay đổi bản thân thôi. Thì qua chuyến đi off-road này á, tôi biết chắc chắn là sẽ té rất nhiều, té rất là đau luôn, thậm chí có thể là trọng thương. Nhưng mà chính những khoảnh khắc này sẽ rèn luyện cho mình cái ý chí mạnh mẽ hơn, đột phá hơn. Đôi lúc thì thư giãn một chút xíu để tự ngẫm nghĩ lại bản thân mình phải thay đổi như thế nào và tìm những cái nguồn năng lượng tích cực để thấy có thêm nhiều động lực hơn. Thôi, vô vấn đề chính nha các bạn. Mình chia sẻ chi tiết cái chuyến đi từ A đến Á luôn á. Giá cả, cung đường, địa hình, ăn uống, trang bị, xe cộ, những nguy hiểm và những kỹ năng chạy xe, vân vân và may may. Chuyến đi lần này thì chỉ có tôi và ông anh Vinh Bùi. Ông anh này thì từng làm boss ở trong chỗ ông chú Viettel á. Rất là giỏi, tuy nhiên cũng bất mãn, cũng nghỉ việc rồi về quê tự start up. Còn tôi thì là bác sĩ cù bắp thôi, độc thân, thất nghiệp. Mình tiếp tục chọn tour của Tigit thì giá tour khoảng 6 triệu rưỡi một người. Nếu như có ai đi chung nữa thì cũng đỡ tiền lắm á. Tiếc quá không có ai đi hết trơn, có hai anh em mình đi thôi. Với cái giá này thì mình sẽ thuê được một chiếc CRF150L hoặc là XR150, trang bị lốp gai off-road để đi. Giáp bảo vệ thì được trang bị bốt ủng cao nè, giáp chân với là giáp tay, mũ full face. À, có luôn bộ đàm để liên lạc cho nó an toàn, đỡ có bị lạc hoặc là sự cố. Cung đường này dài đâu đó khoảng tầm 350 km cho tổng bận đi và bận về. Còn GPS mình đo được là 240 cây. Bạn nào cần phải track lock để tự đi thì comment bên dưới nha. Tụi mình sẽ chạy từ Sài Gòn hướng về phà Cát Lái nè, rồi qua địa phận Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa và tỉnh Bình Thuận. Về địa hình thì khá là đa dạng, nhiều nhất là đường sình lầy chụm nước, rồi đường đá dăm, đường đất đỏ trơn trượt, đường đất pha cát mềm lún hoặc là mô đất cứng. Và dĩ nhiên là không thể thiếu chạy trên cát biển được. Điều kiện để chơi cào cào enduro thì các bạn nên tập chạy côn tay trước cho nó dễ ha. Chiều cao thì tầm 1m6 như mình là chơi được rồi, dù chân hơi ngắn chút xíu đó. Nhưng nếu như bạn làm chủ được con xe thì không có gì phải xoắn não cả. Lát nữa mình sẽ chia sẻ về cách nài cào cào với người chân ngắn như mình. Quan trọng nhất là thể lực. Nếu các bạn tập gym thường xuyên thì không thành vấn đề. Còn mình thì 3 năm tập gym lần, chiến luôn. Enduro thì theo tiếng Anh là một cuộc đua đường trường, đường dài dành cho thể loại xe hai bánh như là cào cào hoặc là xe đạp MTB. Để vượt qua những cái địa hình đa dạng như mình đã nói thì xe cào cào enduro này khác gì so với motocross. Có 4 điểm cơ bản là enduro nó sẽ nặng hơn chiếc cái con cào cào motocross. Tốc độ tối đa của enduro nó sẽ cao hơn, gia tốc thì chậm hơn motocross chút xíu. Độ thoải mái tiện nghi thì enduro nó sẽ có cái yên ngồi to hơn, có còi, xi nhan, đèn chiếu đầy đủ, sơ sơ là vậy. 2 năm trước
thì mình đã thử con Honda XR 150 rồi. Cho nên bữa nay mình sẽ đổi gió thử con Honda CRF 150L. Thì con CRF 150L chiều cao yên cao hơn so với XR 150 nhiều nha các bạn. Thêm cái lớp gai thì shop cũng đã độ cái gai béo rồi, rạp nó sâu nữa, cao nhọng luôn, nhưng mà đi off-road cực kỳ phê. Hành trang mang theo tất nhiên là phải gọn nhất có thể nha các bạn, vì mình đi địa hình xấu không thể nào mà chở được nguyên cái vali đâu. Quần áo thì một bộ mình mặc chạy xe và một bộ sạch để tối mặc đi ngủ. Điện thoại thì dĩ nhiên không thể thiếu rồi. Mình mang thêm cái GoPro với lại 4 cục pin nữa để quay lại những cái chuyến hành trình thú vị. Ngoài ra thì mình phải mang theo cái túi nước đeo lưng. Đi đường dài liên tục cho nên khát nước dữ lắm. Lúc nào khát nước á, thì mình lấy cái vòi nước đưa lên miệng và hút. Cũng rất là tiện. Các bạn nên mặc áo khoác tay dài bên ngoài nha, để vừa chống nắng thì đã có tour guide lo rồi. Sáng ngày đầu tiên trước khi khởi hành thì mình với ông anh tự ăn trước, uống cà phê các kiểu. Đến trưa chiều á, thì bạn Thái sẽ dắt đến tiệm ăn uống no nê. À quên, đây là bạn Thái nha, biệt danh là Biến Thái, sẽ là người dẫn tour. Thì cái nghề dẫn tour này nói chung là nguy hiểm, phải có thể lực tốt, kỹ năng đọc map, đọc địa hình tốt, nhận biết trình độ và mong muốn của khách hàng như thế nào để chủ động điều chỉnh cái cung đường cho nó phù hợp. Kỹ vậy đó, nhưng mà cũng có những lúc cắm đầu xuống lỗ, khá là funny. Nguy hiểm thì nhiều lắm, kể không hết đâu. Các bạn xem dài dài sẽ thấy ha. Mình sẽ ra vài tập để các bạn xem. Đi off-road coi vậy chứ an toàn hơn so với đường quốc lộ nha các bạn. Mới đi có chút xíu thôi mà thấy xe ben nó lật chổng vó rồi. Với lại thấy cái đám ma là mình nghi có cái điềm gì rồi. Chưa kể bữa đêm trước khi đi á, mình bị gãy cái kiến cận làm hai nữa. Cũng may là kịp dán keo và vẫn còn xài được tốt tới giờ luôn. Bữa sáng thứ bảy lúc 8 giờ tại Tigris ở khu Sala thì hai anh em mình tới để lấy giáp nè, lấy bộ đàm và lấy xe cùng bạn dẫn tour lên đường. Con cào cào CRF 150L này cao mà chân ngắn quá, liệu chạy có ổn hay không? Chắc là sẽ có nhiều bạn thắc mắc đúng không? Ổn nha các bạn. Nó chỉ hơi khó khăn khi các bạn leo lên leo xuống thôi. Chứ khi các bạn đã ngồi rồi thì lái cực kỳ thích luôn, cực kỳ an toàn. Tại vì sao? View nhìn rất là thoáng, rất là cao. Các bạn nhìn dễ lắm, leo lề thì khỏi nói rồi. Lia, xào, chẻ các kiểu rất là linh động. Chiếc CRF này mình đang chạy á, tay lái nó bị xỉa một bên phải. Mình nghĩ chắc do cây phuộc bên phải nó bị mềm rồi, thành ra lúc mình thả hai tay test á thì nó lạng một bên. Không sao, mình có thể dùng thân người mình ghìm nó lại và bắn tim cho crush coi. Mà không biết có crush nào coi không nữa. Một tình huống nguy hiểm trong đô thị các bạn. Khi mình lên phà các lái, tự nhiên có anh kia anh trợt bánh. Anh chạy tay ga, mém xíu nữa anh bay xuống sông luôn rồi. Mình cũng mém bay ly luôn. Thì khi xe bị mất đà mà chống chân không có tới thì các bạn nên chủ động trượt cái mông qua một bên rồi đứng chống kiểu cho ổn áp luôn nha, không có gì đâu.
Còn kỹ năng cao nha, gần tới nơi muốn dừng thì các bạn đá chống cái bạt rồi ngồi trên xe luôn, khỏi thò dò xuống đất chi cho khổ. Điều quan trọng là bạn phải làm quen được với xe. Từ cái lực máy nè, cần số, cần thắng, cần côn, góc lái, cảm giác quanh cái xe, rồi làm chủ được cái chiếc xe thì những cái nỗi ám ảnh xe cao sẽ không có còn nữa. Sau khi chạy con cào cào này xong thì có ai cho tôi mượn Honda Africa Twin chạy thử không? Tự tin liền các bạn. Thì từ phà cát lái tụi mình rời Sài Gòn hướng về Vũng Tàu, những đoạn đầu hầu như là đường nhựa không à. Một phần là để làm quen với xe, để có cảm giác với xe, để chuẩn bị vào những cung off-road nó sẽ không có bị bỡ ngỡ. Sau khi quen rồi thì tụi mình bắt đầu tiến vô đường quê. Những cái ổ gà, ổ voi, vũng sình xuất hiện nhiều hơn. Thì mấy cái này chỉ là như rồi thôi, không có gì khó đâu. Chiếc xe CRF này thì đã lên mâm của nó là 18-21, cho nên là những cái ổ này vượt thoát rất là nhẹ nhàng. Đôi lúc thì sình nó bắn lên mặt thấy mát. Sau khi nghe bạn Thái nói thì ngày 1 độ khó chưa có cao, sang ngày 2 thì mới khó. Bữa nay lại là tháng 9 rồi các bạn ơi, khí trời khá là oi bức cho nên mau xuống sức lắm. Trong chuyến đi này mình học được khá là nhiều điều luôn, nhưng thời lượng thì cũng có hạn. Do đó những cái mình học được mình sẽ hẹn các bạn ở tập 2 nha. Tập 1 này thì cung đường tụi mình dự đi đã bị chặn đường rồi, do công trình người ta đang làm và đường hư nát hết cho nên không có đi được nữa. Thành ra là bạn dẫn tour phải set up một cái con đường khác. Vòng bay qua những cái mô đất nhỏ cũng khá là vui. Lúc này mình chưa có quen xe lắm cho nên có cú ngã đầu đời do là chưa có balance được cái chiếc xe. Hẹn các bạn tập tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.